Với một vị thế là thủ đô và là đô thị trực thuộc trung ương, thành phố Ulaanbaatar trải rộng trên một diện tích rộng 4.704,4 km2 và nằm trên một vị trí biệt lập tại phía bắc của miền Trung Mông Cổ. Dân số của thành phố này vào năm 2021 là 1.446.000 người, gần bằng một nửa tổng dân số cả nước, đồng thời là trung tâm văn hóa, kinh tế và tài chính của toàn bộ đất nước Mông Cổ. Ulaanbaatar cũng là trung tâm của mạng lưới đường bộ tại Mông Cổ và có thể kết nối với cả đường sắt xuyên Siberia của Nga và hệ thống đường sắt Trung Quốc. Trong lịch sử, Ulaanbaatar nằm trong vùng lãnh thổ của các đế chế du mục hùng mạnh. Thành phố được hình thành từ năm 1639 với vai trò là một trung tâm tu viện Phật giáo và thay đổi vị trí liên tục do tính chất du cư của những người dân du mục. Cho đến năm 1778, khi thành phố này chính thức được hình thành một cách cố định tại địa điểm hiện nay, nơi hợp lưu của hai dòng sông Tun và Selbe, thì nó đã thay đổi vị trí 28 lần. Mỗi địa điểm trước đó đều được lựa chọn một cách kỹ lưỡng. Ulaanbaatar cũng giống như một điểm tham chiếu khi nằm trên cùng một vĩ độ với các thành phố ở châu Âu như là Vienna của Áo, Munich của Cộng hòa Liên bang Đức, Orléans của Cộng hòa Pháp và Seattle của Hoa Kỳ. Thành phố này cũng nằm trên cùng một kinh độ với các đô thị lớn của châu Á là thành phố trùng khánh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thủ đô Hà Nội của Việt Nam và thủ đô Jakarta của Indonesia. Trước khi mang tên gọi Ulaanbaatar, thành phố này được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như là Uga, Kuren, Da Kuren, Kulun hay là Bokdin Kurechong. Năm 1924, thành phố trở thành thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ. Tên của thành phố được đổi thành Ulaanbaatar. Ulaanbaatar trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là anh hùng đỏ. Cái tên này được đặt để tỏ lòng kính trọng đối với người anh hùng dân tộc Mông Cổ là Dadin Subbaatar. Cũng từ đây, Ulaanbaatar đã phát triển trở thành một trung tâm sản xuất của Mông Cổ. Trái tim của thành phố là quảng trường trung tâm thủ đô Chinggis rộng thênh thang. Ở phía bắc quảng trường là tòa nhà chính phủ bề thế với nhiều cửa sổ lớn. Ngay chính giữa tòa nhà là bức tượng Thành Cát Tư Hãn đang ngồi uy nghi. Xung quanh quảng trường đã xuất hiện một số cao ốc chấm phá cho những nét hiện đại của Ulaanbaatar. Trong suốt thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20, phần lớn khuôn viên của tòa nhà chính phủ và quảng trường Chinggis ngày nay là một khu phức hợp đền thờ, tu viện và cung điện. Nó đóng vai trò là nơi ở chính thức của các nhà lãnh đạo tinh thần của Mông Cổ. Những nhà lãnh đạo này được gọi là Jepsu Dampa Khuntuktu. Sau cuộc cách mạng ngoại Mông năm 1921, thì quần thể đền thờ này đã bị san bằng để xây dựng quảng trường. Đến năm 1926, nhà hát quốc gia hay còn gọi là nhà hát mái vòm xanh được xây dựng trên tàn tích của khu phức hợp đền thờ. Trong cuộc đại thanh trừng năm 1937 đến năm 1939, thì nhà hát là nơi diễn ra các phiên tòa xét xử và nhiều nạn nhân đã bị kết án tử hình. Đến năm 1949, nhà hát này đã bị phá hủy bởi hỏa hoạn. Nhà lãnh đạo Mông Cổ khi đó là Khologin Chorbasan đã ra lệnh xây dựng tòa nhà chính phủ trên địa điểm của nhà hát vào năm 1951 và nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nếu bạn là một người ngưỡng mộ Thành Cát Tư Hãn thì có thể ghé thăm tượng Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa. Nó được xem như niềm kiêu hãnh của người Mông Cổ. Tượng Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa được xây dựng từ năm 2008, nằm trên bờ phía nam của sông Tun và cách trung tâm thủ đô Ulaanbaatar khoảng 54 km về phía đông nam. Theo truyền thuyết, chính ở nơi đây, Thành Cát Tư Hãn đã tìm thấy chiếc roi vàng. Trong truyền thống của người Mông Cổ, thì việc một người đàn ông tìm thấy chiếc roi vàng được coi là một sự kiện quan trọng và là dấu hiệu của sự may mắn. Bức tượng mô tả Thành Cát Tư Hãn đang cưỡi một con ngựa với chiếc roi vàng ở hông, đang phóng tầm mắt về phía xa với vẻ đầy tự hào và ngạo nghễ. Bức tượng cao 40m và hiện là bức tượng cưỡi ngựa cao nhất thế giới. Nó được làm từ 250 tấn thép không gỉ và kinh phí xây dựng tiêu tốn khoảng 4,1 triệu đô la Mỹ. Phía dưới bức tượng là tòa nhà 2 tầng được thiết kế theo phong cách Gothic châu Âu, tượng trưng cho Thành Cát Tư Hãn đứng trên cả châu Âu sau những chiến dịch quân sự thành công. Trong tòa nhà này, du khách có thể tham quan bảo tàng, mặc trang phục truyền thống và chiêm ngưỡng những bức chân dung của dòng dõi Khan ở tầng 1, sau đó có thể thưởng thức ẩm thực ở tầng 2 trước khi đi thang máy lên đỉnh đầu con ngựa, nơi có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ khu vực thảo nguyên rộng lớn. Thành phố Ulaanbaatar nằm ở độ cao 1.350m so với mực nước biển, trong thung lũng rộng lớn của sông Tun, bao quanh là những ngọn núi cao. Trong đó, núi Bóc Khan là phần ở phía nam dãy núi Khenti. Đây là một ngọn núi cao có lịch sử linh thiêng trong tâm thức của người Mông Cổ. Điểm cao nhất của Bóc Khan là đỉnh Setgun cao 2.268m so với mực nước biển. Khu vực này có cảnh quan rừng Taiga chiếm ưu thế, với sườn phía bắc được bao phủ bởi rừng cây lá kim dày đặc, trong khi sườn phía nam là đồng cỏ. Đây cũng là nơi tạo thành ranh giới giữa vùng thảo nguyên đồng cỏ ở phía nam và vùng thảo nguyên rừng Taiga ở phía bắc. Năm 1778, những người cai trị Mông Cổ đã kiến nghị với Hoàng đế Càn Long của nhà Thanh về yêu cầu chấp thuận tổ chức các buổi lễ hàng năm dành riêng cho núi Bóc Khan. 8 ngày sau thì nhà Thanh đồng ý. Tới năm 1783, chính quyền nhà Thanh đã tuyên bố Bóc Khan là một địa điểm được bảo vệ vì vẻ đẹp của nó, biến nó thành công viên quốc gia lâu đời nhất trên thế giới. Vào năm 1996,
khu bảo tồn Bóc Khan Un và ngọn núi Bóc Khan đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới vì vẻ đẹp tự nhiên cùng những giá trị về mặt văn hóa. Khu bảo tồn có tổng diện tích là 673 km vuông và nằm ở độ cao từ 1.310 đến 2.270 m trên mực nước biển. Nó bao gồm một khu vực lõi rộng 417 km vuông được bao quanh bởi một vùng đệm và các khu vực chuyển tiếp. Con sông Tun có chiều dài 704 km và diện tích lưu vực lên tới 49.840 km vuông. Trong lịch sử, con sông này được nhắc tới trong sử liệu của Trung Hoa và Mông Cổ như là Tùy Thư và Mông Cổ Bí Sử. Vậy nên, nó còn có tên gọi khác là dòng sông Sử Thi. Sông Tun có khởi nguồn từ khu bảo tồn thiên nhiên Khan Khetan Nuru thuộc dãy núi Khen Ti và chảy qua phần phía nam của thủ đô Ulaanbaatar. Dòng sông là phụ lưu của sông Selenge, con sông chảy qua lãnh thổ Liên bang Nga và đổ vào hồ Ban Căng. Do lưu vực sông Tun được thiết lập trên 3 khu vực là núi, rừng và thảo nguyên, nên hệ động thực vật trong lưu vực khá đa dạng, bao gồm 16 loài cá, một số loài lưỡng cư cùng 172 loài chim. Tuy nhiên, sông Tun chảy qua thủ đô Ulaanbaatar đang bị ô nhiễm do các hoạt động công nghiệp, khai thác khoáng sản ở Jamma, cùng với lượng nước thải sinh hoạt của cư dân hai bên bờ. Giống như hầu hết các con sông ở Mông Cổ, sông Tun chảy theo mùa và có lượng nước lớn vào mùa hè khi lượng mưa tăng và tuyết tan. Ngược lại, vào mùa đông, sông Tun bị đóng băng và thời gian đóng băng kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Trong thời gian này, nó cũng được tận dụng để làm đường giao thông. Thủ đô lạnh nhất thế giới. Do tọa lạc trên độ cao lớn, vĩ độ tương đối cao, chịu ảnh hưởng của áp cao Siberia và nằm rất sâu trong nội địa, cách bờ biển hàng nghìn km, nên khí hậu ở Ulaanbaatar có tính chất bán khô hạn lạnh. Thành phố nằm trên ranh giới giữa kiểu khí hậu cận Bắc Cực và lục địa ẩm, đồng thời chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Vì vậy mà thành phố Ulaanbaatar có biên độ nhiệt hàng năm rất cao, với đặc điểm là mùa hè ngắn ngủi, ấm áp, và mùa đông kéo dài với băng giá và khô. Trong đó, tháng nóng nhất là tháng 7, nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C, còn tháng 1 là tháng lạnh nhất, với mức nhiệt đo được vào buổi tối dao động từ khoảng âm 36 đến âm 42 độ C. Nhiệt độ trung bình hàng năm của Ulaanbaatar cũng ở mức âm 2 độ C, khiến nó trở thành thủ đô lạnh nhất thế giới và lạnh gần như tương đương với thành phố Nuuk ở Greenland. Nhưng Greenland không phải là một quốc gia độc lập. Thành phố Nuuk có khí hậu đặc trưng của vùng lãnh nguyên nên nhiệt độ lạnh trong suốt cả năm, trong khi nhiệt độ trung bình hàng năm của Ulaanbaatar rất thấp nhưng biên độ nhiệt lại rất cao, có thể lên tới 81 độ C. Ulaanbaatar cũng lạnh hơn rất nhiều so với thủ đô Moscow. Mặc dù trái tim của nước Nga đã nổi tiếng là khắc nghiệt vào mùa đông khi nhiệt độ có thể xuống tới mức âm 30 độ C, mức nhiệt này có thể dễ dàng làm chúng ta chết cóng nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nếu nhìn vào mức nhiệt từ âm 36 đến âm 42 độ C vào mùa đông của Ulaanbaatar thì nhiệt độ của Moscow cũng chưa lạnh bằng. Thêm nữa, nhiệt độ trung bình hàng năm của Moscow dao động từ 6 đến 7 độ C. Mức này cũng cao hơn rất nhiều so với mức âm 2 độ C của Ulaanbaatar. Còn về lượng mưa, nhìn chung, Mông Cổ có lượng mưa thấp và Ulaanbaatar cũng vậy. Lượng mưa trung bình ở đây dao động từ 250 cho đến 270mm mỗi năm và tập trung từ tháng 5 đến tháng 9. Khu vực được ghi nhận có lượng mưa lớn nhất trong thành phố là đài quan sát thiên văn Khurel Togut trên núi Bóc Khan với 659mm. Trung tâm giao thông của Mông Cổ. Ngày nay, thủ đô Ulaanbaatar được chia thành 9 quận. Về mặt hành chính, quận Nalaik và quận Baganu là một phần của Ulaanbaatar, nhưng nó lại hoạt động như hai thành phố riêng biệt. Ngoài ra, hai quận là Baga Khanai và Baganu là hai đơn vị hành chính nằm tách rời so với phần còn lại của thủ đô. Khác với những vùng nông thôn thưa thớt của Mông Cổ, thành phố Ulaanbaatar lại khá hiện đại, sầm uất và sôi động, với những ngôi nhà cao tầng cùng ánh đèn lấp lánh vào ban đêm. Thành phố cũng cho thấy một Mông Cổ hoàn toàn khác so với những gì ta tưởng tượng. Ulaanbaatar là trung tâm giao thông của Mông Cổ. Cơ sở hạ tầng ở nơi đây bao gồm đường sắt, đường bộ và đường hàng không. Nó tạo thành một mạng lưới giao thông mở rộng theo mọi hướng. Trong đó, hệ thống đường sắt của Ulaanbaatar có kết nối với tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga qua Nauski và kết nối với tuyến đường sắt của Trung Quốc qua quận Tế Ninh. Hệ thống đường sắt không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kinh tế của người Mông Cổ mà còn là một phần quan trọng của cây cầu đất liền giúp kết nối Nga với Trung Quốc, Mông Cổ với Nga và Mông Cổ với Trung Quốc. Còn về đường hàng không, Ulaanbaatar được phục vụ bởi một sân bay là sân bay Chinggis Khan hay là sân bay Thành Cát Tư Hãn. Cách trung tâm thành phố 52 km về phía nam, sân bay Thành Cát Tư Hãn có chức năng là trung tâm hàng không chính của đất nước. Nó thay thế sân bay quốc tế Buyan Ukha đã cũ vào năm 2021. Sân bay được thiết kế với công suất tiếp nhận lên tới 1.100 hành khách mỗi giờ và 3 triệu hành khách mỗi năm với sức chứa hàng hóa đạt 11.900 tấn. Nó có một đường băng với chiều dài 3.600 m, rộng 45 m, cùng một đường lăn song song dài 3.339 m, rộng 23 m. Mặc dù mới được xây dựng, nhưng sân bay này đã có đường bay thẳng đến các đô thị lớn trên thế giới như là Moscow, Paris, Frankfurt,
Berlin, Tokyo, Seoul, Hồng Kông, Bắc Kinh và Istanbul. Trung tâm kinh tế của vùng Thảo Nguyên. Do là thủ đô và là nơi tập trung gần một nửa dân số của cả nước, nên Ulaanbaatar là đô thị phát triển nhất của đất nước Mông Cổ. Hiện tại thì 5 phút thôi không tìm thấy được thông tin về GDP của thành phố này năm 2021, nhưng theo nhiều báo cáo thì Ulaanbaatar đóng góp tới 60% GDP cả nước. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Mông Cổ năm 2021 đạt 15,1 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 4.343 USD. Như vậy, GDP của Ulaanbaatar đạt khoảng 9,06 tỷ USD và GDP bình quân đầu người là 6.266 USD, tương đương với GDP bình quân đầu người của thành phố Hồ Chí Minh. Từ trung tâm tôn giáo cũ, Ulaanbaatar đã thay đổi trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Mông Cổ. Năm 2017, thành phố này có 5 tỷ phú và 90 triệu phú với giá trị tài sản ròng trên 10 triệu USD. Các tập đoàn lớn nhất của Mông Cổ hầu như đều có trụ sở tại Ulaanbaatar, chẳng hạn như là MCS Group, Gastut LLC, Genco, MAK hay là Altai Trading, v.v. Tuy các tập đoàn này không ngang tầm với các tập đoàn đa quốc gia, nhưng mà hầu hết các công ty này đều là các tập đoàn đa ngành có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nước. Hầu hết các nhà máy và xí nghiệp của cả nước đều tập trung tại đây. Các ngành công nghiệp chủ yếu là công nghiệp nhẹ, vật liệu xây dựng, vật liệu kim loại và công nghiệp thực phẩm. Với việc xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, thì ngành công nghiệp nặng của Ulaanbaatar đang ngày một phát triển. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp của thành phố chiếm hơn một nửa tổng giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước. Những tấm thảm len nguyên chất, quần áo lông thú, các sản phẩm từ lông lạc đà đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố cũng như của Mông Cổ. Tài nguyên khoáng sản của thành phố Ulaanbaatar chủ yếu là than đá và lĩnh vực khai thác mỏ có đóng góp lớn thứ hai vào GDP của thành phố ở mức 25%. Trong đó, các mỏ than ở đây có thể cung cấp đến 70% nhu cầu sử dụng của Mông Cổ. Nó là nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành sản xuất điện, khu vực chiếm tới 50% sản lượng điện của cả nước. Ở phía bắc của thành phố là một số mỏ vàng, bao gồm mỏ vàng Boru, và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này đã thúc đẩy phát triển của Ulaanbaatar. Còn về nông nghiệp, do vị trí, đặc điểm địa hình và khí hậu khắc nghiệt nên ngành trồng trọt không mấy phát triển. Nhưng với truyền thống chăn nuôi du mục thì số gia súc ở Ulaanbaatar lên đến gần 300.000 con, bao gồm bò, cừu và dê. Số gia súc này chủ yếu được chăn thả ở khu vực ngoại ô vì ở đó không có các nhà máy và khu dân cư. Ngoài phát triển công nghiệp, chính phủ Mông Cổ đã và đang mở rộng các hoạt động du lịch tại Ulaanbaatar. Khu trung tâm thành phố là các tòa chung cư được xây dựng theo lối kiến trúc Liên Xô cũ trong thập niên 1940 và 1950. Trong những năm gần đây, tầng trệt tại nhiều tòa nhà đã được cải tạo và sửa chữa thành các cửa hàng nhỏ, cũng như là nhiều tòa nhà cao tầng mới đã được mọc lên. Không giống như thủ đô Hà Nội của Việt Nam, Ulaanbaatar chưa từng bị cuộc chiến nào gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, dưới thời thủ tướng Khorlogin Choibasan, gần như toàn bộ thành phố đã bị phá hủy vào năm 1937. Trong đó có khu phức hợp đền chùa, cùng nhiều khu nhà truyền thống và các khu chợ đã bị phá hủy hoàn toàn để mở đường cho việc xây dựng các tòa nhà hiện đại hơn. Vì vậy mà Ulaanbaatar hiện nay còn lại rất ít các công trình kiến trúc cổ. Là một thành phố có truyền thống Phật giáo lâu đời, vì ban đầu nơi đây được thành lập như một trung tâm tôn giáo của Mông Cổ, cho nên khoảng 90% dân số của Ulaanbaatar theo Phật giáo Tây Tạng, phần còn lại là Shaman giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo. Từ hàng ngàn năm nay, Phật giáo Tây Tạng đã là quốc giáo của Mông Cổ. Trước thế kỷ thứ 20, 1/3 nam giới nước này là tu sĩ. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ tư của Tây Tạng là Yonten Gyatso cũng là người Mông Cổ. Vào năm 1924, Mông Cổ dựa vào Liên Xô để thoát khỏi sự thống trị của Trung Quốc và tiến hành xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ này, hoạt động tôn giáo giảm dần, số tu sĩ ít đi. Cho đến khi Liên Xô tan rã thì các hoạt động của Phật giáo ở Mông Cổ mới từng bước được khôi phục, nhiều chùa chiền đã hoạt động trở lại bình thường. Hiện nay, trên đường phố Ulaanbaatar, ta dễ dàng gặp những vị sư cao lớn mặc áo màu đỏ, đi giày lông thú, gương mặt trông rất hiền từ. Trong số các công trình Phật giáo còn tồn tại ở thành phố này, đẹp nhất có lẽ là những ngôi chùa, tu viện có kiến trúc Tây Tạng với mái ngói màu xanh, tường sơn đỏ rực rỡ. Một trong số đó là bảo tàng tu viện Choji Lama được Edbok Khan xây dựng cho anh trai của ông trong 4 năm từ năm 1904 đến 1908. Do chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền nên năm 1937, tu viện này đã bị đóng cửa. Một năm sau đó, nhờ những nỗ lực khéo léo của những người yêu văn hóa, khu phức hợp được tái lập thành bảo tàng. Cho đến hiện nay, khu vực này bao gồm 6 ngôi đền Phật giáo và là niềm tự hào của người dân Mông Cổ khi nó sở hữu những bộ sưu tập nhạc cụ tôn giáo, tranh thăng ca, tranh lụa và những bức phù điêu chạm khắc rất tinh xảo. Nằm ở trung tâm Ulaanbaatar, bảo tàng mở cửa quanh năm. Bản thân bảo tàng và các hiện vật của nó cũng cho thấy sự tái sinh của Phật giáo ở Mông Cổ sau sự đàn áp. Một bằng chứng khác cho thấy vai trò trung tâm tôn giáo của Ulaanbaatar là tu viện Gadankhit, tu viện Phật giáo lớn nhất Mông Cổ.
Tu viện Gandalfit còn được gọi với cái tên là Tu viện Gandang Tenchilenkit. Đây là một địa điểm lý tưởng dành cho các tín đồ Phật giáo, hoặc đơn giản là bạn muốn tìm đến một nơi linh thiêng để cầu bình an, may mắn khi có dịp đặt chân đến Mông Cổ. Tu viện này được thành lập vào năm 1835 bởi Jepsu Damda thứ 5 và phát triển như trung tâm Phật học ở Mông Cổ. Vào những năm 30 của thế kỷ thứ 20, chính phủ Mông Cổ đã ra lệnh phá hủy gần 100 tu viện Phật giáo. Tuy nhiên, tu viện Gandan được giữ lại. Ngày nay, tu viện có khoảng 150 nhà sư tu học. Đền Janraisit Mingjit là một phần quan trọng của tu viện Gandan. Ngôi đền có bức tượng Janraisit Mingjit cao 26m, nặng 20 tấn, được mạ vàng và trang sức. Đây là bản sao của một bức tượng đã bị phá hủy vào năm 1920 và là sự đóng góp của nhân dân Mông Cổ, đồng thời cũng là biểu tượng Phật giáo hồi sinh trên thảo nguyên Mông Cổ. Và vừa rồi là những thông tin về thành phố Ulaanbaatar của Mông Cổ, thành phố thủ đô lạnh nhất thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.